ga giường nữa cả nhà ơi. Bữa nay cho cả nhà xem một thứ. Người ta thì trồng trái khủng, còn mình thì trồng trái ní ni. Cho cả nhà xem cái này nha. À, cái dừa, nghe nói là trái dừa mà nó cái lá nó vàng vậy nè, là trái nó chín đó. Mình nghĩ nó cũng chín rồi. Mình hái nha. Người ta thì trồng trái chà bá, mình trồng bằng trái bằng cái núm tay vậy. Nhưng mà dù sao cũng là trồng ra, cưng lắm cả nhà ơi. Thương nó, thương này. Hái nó nha. Cưng quá cưng cả nhà ơi. Có ăn hơn không cả nhà ha? Cái này là nó lên tự nó lên chứ mình không có trồng. Bốn thằng nhà bếp nó lên á, thích cả nhà ha.